Dự báo từ ngày mai, mưa dông ở khu vực Nam Bộ về chiều cũng sẽ giảm hẳn. Thời tiết lại quay về kiểu nắng khô, thuận lợi cho bà con xuống giống. Theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh Hậu Giang, từ nay, tức là ngày 4 tháng 4 cho đến ngày 11 tháng 4 sẽ là đợt 1 xuống giống vụ hè thu và đợt 2 sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5. Bên cạnh đó thì các chuyên gia cũng khuyến cáo bà con nông dân nên xả hàng, xả cụm, xả thưa dưới 100 kg trên 1 hecta hoặc cấy. Trong đó thì nên ưu tiên biện pháp cấy để hạn chế đổ ngã và giúp lúa chống chịu tốt trong điều kiện bất lợi như là mưa, gió lốc hoặc là hạn mặn. Trong những ngày xuống giống của đợt 1 thì bà con ở tỉnh Hậu Giang cần lưu ý các biện pháp chống nóng bởi vì dự báo ngày mai tức là ngày 5 tháng 4 và ngày 9 tháng 4 sẽ có mức nhiệt là 34 độ, còn các ngày còn lại đều có nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ. Trong đó thì thời gian nóng nhất phải kể đến đó chính là 11 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều hàng ngày. Đêm và sáng sớm thời tiết dịu mát khi mà nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 25 đến 26 độ. Dự báo trong 10 ngày sắp tới, thời tiết ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long chủ đạo là nắng Mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi về chiều. Nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Nắng nóng có thể xảy ra ở tại Đồng Tháp, An Giang với mức nhiệt là 35 độ. Bà con nên xuống giống vào sáng sớm và cuối giờ chiều. Còn thời điểm giữa trưa là lúc nắng mạnh nhất, rất dễ bị say nắng, say nóng.